trang web cayhangdap.vn xin giới thiệu với các bạn cách truyền dịch cho cây khi cây đánh về. Khi cây đánh về thì bộ rễ của nó rất kém phát triển và chưa phát triển, cho nên chúng ta phải dùng hình thức để truyền cái dịch này cho cây thì tỷ lệ sống nó được độ khoảng 90%, mặc dù cái cây đấy bị chặt hết gốc rễ rồi. Đây là gói truyền dịch. Gói truyền dịch này gồm một cái ống xuống và nó chia ra làm hai lơi. Đây, nó có một cái điều khiển, tức là mình cho dịch nhiều hay dịch ít. Hai cái này thì khi ta cắm vào thì ta cắm chéo vào độ khoảng 5 cm tới cái này. Cắm chéo vào 5 cm tới cái truyền dịch. Lấy khoan vào gốc cây. Khoan vào phần gỗ của gốc cây. Lấy khoan vào phần gỗ của gốc cây độ khoảng 3 cm. Và ta cắm cái này vào. Ta cắm cái truyền dịch này vào, cắm sâu. Cắm rất sâu vào. Cắm rất sâu hết. Cái này cũng vậy. Riêng hai cái này thì mình sẽ tính được là từ mặt đất lên độ hải 20 cm. Thì cái bên cạnh nó từ mặt đất lên độ khoảng 23 cm, cách nhau 3 cm. Sau đó mình vặn ống truyền dịch. Vặn cho điều khiển. Cái túi truyền dịch này thì là được một ngày thì nó hết dịch. Sau một ngày thì ta cứ để nguyên cái túi truyền dịch như thế này. Và ta sẽ vặn cái nút này ra, ta cho nước vào. Và nước là nước diệt tiệt trùng, nước là nước uống ấy. Nước uống đã tiệt trùng rồi chứ không phải nước mưa nó có chất axit vào nó gây bệnh cho cây. Và ta cứ để độ ngày nào ta cũng cho một túi nước này vào cho nó chảy tự nhiên. Thế là cây hoạt động rất là tốt. Mặc dù bộ rễ nó không hút được nước ở dưới nhưng mà nó có cái này truyền dịch vào cây rồi thì cây sống rất tốt, tỷ lệ sống độ khoảng 90%. Có những loại cây 100%. Công ty thảo ở dược Mavaco, tức là trang web cayhangdap.vn đã pha chế thành công cái loại thuốc này và sẽ cung cấp cho thị trường. Hầu hết tất cả những loại cây dùng một loại thuốc này để truyền dịch. Chúc các bạn may mắn. Mọi liên hệ xin liên hệ với số điện thoại 0977830088 hoặc số điện thoại 0912836768 hoặc kết nối vào trang web cayhangdap.vn. Các bạn sẽ được tư vấn.